Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Làm thế nào bạn có thể giải phóng sức mạnh tâm linh bên trong? Trong một tuần lễ Giáng sinh, tôi nhận được một bức thư tuyệt vời từ một người phụ nữ ở Bắc California. Người này nói với tôi rằng 3 tháng trước, con trai cô ấy đã biến mất khỏi nhà và không tìm thấy dấu vết của nó. Các nhà chức trách đã được thông báo, nhưng anh ta chỉ đơn giản là một trong số hàng nghìn thanh thiếu niên đã bỏ trốn đến những nơi không xác định. Kết quả là không tìm thấy anh ta. Do đó, cô ấy đã viết ra kỹ năng tinh thần mà cô ấy sử dụng như sau. Tôi đi vào phòng con trai của mình, ngồi yên trong khoảng 10 phút và tự nói với bản thân: trí tuệ vô hạn biết con trai tôi ở đâu, và trí tuệ tối cao này trong tôi biết tại sao anh ấy rời đi và tiết lộ câu trả lời cho tôi. Nó hướng dẫn tôi và tôi biết phải làm gì. Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi là đi thăm bạn gái của anh ta. Tôi đã làm vậy. Cô ấy nói với tôi rằng họ đã cãi nhau và cô ấy đã trả lại anh ấy một chiếc nhẫn mà anh ấy đã tặng cho cô. Sau đó, cô ấy nói anh ấy thường nói về việc đi đến nhà anh họ ở Canada. Tôi đã gọi điện đến đó ngay lập tức và con trai tôi đã trả lời điện thoại. Sau một cuộc nói chuyện ngắn, nó rất vui khi trở về nhà. Có một trí tuệ trong chúng ta nếu chúng ta khơi dậy nó. Người phụ nữ này hiểu được mức độ sức mạnh của tiềm thức và nhận thức được rằng khi tâm trí của cô ấy trở nên yên tĩnh và thoải mái, trí tuệ trong tiềm thức của cô sẽ nổi lên, tiết lộ cho cô câu trả lời cho vấn đề của mình. Có một câu trả lời cho mọi câu hỏi và một giải pháp cho mọi vấn đề. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn chỉ biết câu trả lời. Hỏi và bạn sẽ nhận được. Năng lực ngoại cảm được tái hiện và chứng kiến bởi một bác sĩ. Một người bạn là bác sĩ của tôi tham dự một hội nghị trị liệu thần kinh cột sống ở Canada đã chọn một phòng khách sạn đẹp với khung cảnh tuyệt vời. Vì cô ấy đã kiệt sức sau một chuyến bay dài, cô ấy gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đột nhiên vào khoảng 2 giờ sáng, cô thức giấc với cảm giác khủng khiếp rằng có một người đàn ông trong phòng của mình, mặc dù cô biết mình đã khóa cửa từ bên trong. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc bảnh bao, tay cầm khẩu súng lục. Anh ta tự bắn mình và chết trên sàn nhà. Cô ấy như chết lặng vì sợ hãi trong tình trạng sốc, nhưng vẫn còn đủ tâm trí để gọi điện cho nhân viên lễ tân trực đêm. Người này đang chạy đến. Cô mô tả chính xác những gì đã xảy ra. Nhân viên lễ tân sau đó thông báo với cô rằng một người đàn ông đã tự tử trong căn phòng đó một tuần trước, và sau khi cung cấp thông tin đó, anh ta ngay lập tức chuyển cô đến một phòng khác. Cô ấy hỏi tôi làm thế nào để giải thích nó. Tôi nói với cô ấy rằng thẩm phán Sherwood, người đã viết nhiều sách giáo khoa về khoa học tâm thần và từng là thẩm phán ở Punjab của Ấn Độ trong nhiều năm, đã từng kể về một sự việc tương tự ta đã trải qua trong khu nhà mới của họ ở Ấn Độ. Bà ấy bị đánh thức bởi một phát súng vì nhìn thấy một người đàn ông dường như đã bắn mình rơi xuống ngay trước mặt bà. Bà cũng nghe rõ giọng nói của anh ta. Mặc dù bà rất sốc khi chứng kiến sự kiện rùng rợn này, nhưng chồng bà, thẩm phán Sherwood, đã giải thích nó dọc theo những lý lẽ như sau. Vụ tự sát đã để lại ấn tượng, một kiểu hình ảnh ảo tưởng trong bầu không khí tâm linh liên tục tồn tại xung quanh chúng ta, và người nhạy cảm có thể thấy được nó. Khả năng chủ quan của bà Sherwood được kích hoạt bởi những rung động của căn phòng nơi nó xảy ra. Tôi giải thích với người bạn bác sĩ của tôi rằng đó là một dạng suy nghĩ chứa đựng nhiều cảm xúc gắn liền với một phần cụ thể của căn phòng nơi thảm kịch đã xảy ra, và nó sẽ bị tiêu biến và biến thành hư vô. Kể từ trải nghiệm này, bác sĩ trị liệu thần kinh cuộc sống này đã yêu cầu sự khôn ngoan trong tiềm thức của mình để hướng dẫn cô ấy đến những phòng khách sạn hài hòa, yên bình và thú vị theo mọi cách, và tiềm thức của cô ấy đáp lại một cách trung thực. Bầu không khí xúc động xung quanh trải nghiệm gây sốc tại khách sạn đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, và lời giải thích của bộ phim tinh thần
chính là cách chữa trị. Lắng nghe những tia sáng của trực giác từ tiềm thức của bạn. Gần đây một nhân viên ngân hàng đã nói với tôi rằng tất cả các quyết định và định hướng quan trọng của anh ấy liên quan đến phúc lợi của ngân hàng và nhân viên của ngân hàng đều dựa trên những cảm nhận nhanh từ tiềm thức đến từ tâm trí của anh ấy. Kỹ năng của anh ấy là cầu nguyện không ngừng. Điều đó có nghĩa là với anh ấy, tất cả suy nghĩ của anh ấy đều dựa trên các nguyên tắc kiểm chứng vĩnh cửu của cuộc sống, không bao giờ thay đổi. Anh ấy sống trong niềm vui của những người tốt nhất, suy nghĩ của anh ấy là xây dựng và anh ấy có tình yêu và thiện chí với tất cả mọi người. Không ngừng có nghĩa là một thái độ của tâm trí, một niềm tin tưởng sâu sắc rằng Chúa luôn hướng dẫn và chỉ dẫn anh ta, và niềm tin này về phía anh ta khiến tiềm thức của anh ta hiển thị cho anh ta những tia sáng trực giác mà anh ta nói. Anh giữ cho tâm trí của anh ấy rõ ràng khỏi mọi tiêu cực, sợ hãi và bất hòa. Sau đó, khi anh ta đối mặt với một vấn đề hoặc một quyết định khó khăn, trí tuệ của tâm trí sâu sắc hơn của anh ta cho anh ta câu trả lời, vượt qua năm giác quan của anh ta và luôn luôn đúng. Bạn tuyệt vời hơn nhiều so với những gì bạn từng tưởng tượng. Trong sâu thẳm tiềm thức của bạn là trí tuệ vô hạn, sức mạnh vô hạn và nguồn cung cấp vô hạn, tất cả những gì cần thiết đang chờ phát triển và thể hiện. Hãy bắt đầu ngay bây giờ để nhận ra những tiềm năng này trong tâm trí sâu sắc hơn của bạn, và chúng sẽ hình thành trong thế giới vô hình. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn có thể tiết lộ cho bạn mọi thứ bạn cần biết ở mọi thời điểm và mọi nơi trong không gian, miễn là bạn có tư duy cởi mở và dễ tiếp thu. Bạn có thể tiếp nhận những suy nghĩ và ý tưởng mới, cho phép bạn đưa ra những phát minh mới, khám phá mới, hoặc có thể viết sách hay kịch bản. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn có khả năng chữa lành cơ thể bạn, có trí nhớ hoàn hảo về mọi thứ bạn đã từng trải qua và có thể truyền đạt cho bạn một lượng lớn kiến thức về bản chất nguyên thủy của nó. Thông qua sức mạnh trực quan của tiềm thức, bạn có thể thu hút người bạn đời lý tưởng và đối tác hoặc nhân viên phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Sự khôn ngoan trong tiềm thức của bạn có thể tìm ra người mua phù hợp cho mảnh đất, ngôi nhà của bạn hoặc bất cứ thứ gì khác mà bạn có thể có để bán. Nó có thể cung cấp cho bạn những ý tưởng đáng giá cả gia tài, cho bạn sự tự do về tài chính để ở, làm và đi du lịch như trái tim bạn mong muốn. Trong tiềm thức của bạn, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề khó hiểu nhất và nguyên nhân cho mọi kết quả. Có một sự hiện diện chữa lành vô hạn trong tiềm thức của bạn có thể chữa lành tâm trí rắc rối và trái tim tan vỡ. Mỏ vàng và kho báu vô cực nằm trong bạn. Nó có thể giải phóng bạn khỏi nỗi sợ hãi và khỏi vô số loại vật chất, thể chất và sự khốn khổ. Cô ấy khám phá ra sự hiện diện chữa lành bên trong cô ấy. Một trong nhiều lá thư tôi nhận được trong dịp Giáng sinh gần đây là từ Zurich, Thụy Sĩ. Nhà văn là một cô gái trẻ đã đọc cuốn sách của tôi Sức mạnh tiềm thức, được xuất bản bằng tiếng Đức bởi nhà xuất bản Ramon A. Keller ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong bức thư, cô nói rằng một bác sĩ phẫu thuật đã cho cô sống được khoảng 4 tháng, nhưng nói thêm rằng với sự giúp đỡ của Chúa, cô có thể vượt qua tình trạng ung thư. Bác sĩ phẫu thuật của cô ấy gợi ý rằng cô ấy nên đọc các phép màu chữa lành trong Kinh Thánh và tiếp tục thực hành các kỹ năng được đưa ra trong cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Cô ấy nói rằng trong khoảng 15 phút, 3 lần một ngày, cô ấy mạnh dạn khẳng định với cảm giác sâu sắc và tin chắc rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của cô, thứ khiến tất cả các cơ quan và toàn bộ cơ thể cô ấy có thể và sẽ chữa lành cho cô ấy, và cô ấy đã hình dung một cách trung thực và thường xuyên trong tâm trí của cô. Bác sĩ phẫu thuật nói với cô rằng phép màu đã xảy ra, các xét nghiệm lâm sàng đều âm tính. 6 tháng trôi qua, khi cô quay lại kiểm tra sức khỏe, đó chính xác là những gì ông ấy đã nói với cô. 6 tháng nữa trôi qua và cô ấy cũng nhận được sự đảm bảo về kết quả tương tự. 2 năm đã trôi qua và cô ấy nói rằng cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh và trở lại làm việc bình thường. Bác sĩ phẫu thuật của cô không ngạc nhiên về trường hợp được gọi là phép lạ, vì ông biết sự thật rằng
mọi sự chữa lành là của đấng tối cao. Tôi đã cô đọng bức thư của cô ấy, nhưng bản chất của nó mà tôi đưa ra ở đây cho thấy rằng bất kỳ người nào có tâm hồn sâu sắc, kiên trì và tin tưởng vào sự hiện diện chữa lành vô hạn đều có thể đạt được kết quả. Nhận biết cảm giác trực quan của tâm trí tiềm thức. Khi động cơ của bạn là đúng đắn, dựa trên tình yêu thương và thiện chí với tất cả mọi người, và khi tâm trí bạn không còn tự lên án và tự phê bình, và bạn không muốn lợi dụng bất kỳ người nào theo bất kỳ cách nào, bạn sẽ dần dần có thể nhận ra cảm giác trực quan đó mang lại câu trả lời phù hợp cho câu hỏi của mình. Câu trả lời có thể đến theo nhiều cách, nhưng một trong những cách thường gặp nhất là linh cảm bên trong mách bảo bạn nên tiến lên hoặc kìm lại. Đầu óc suy luận tỉnh táo của bạn có thể cố gắng cản đường, nhưng sau khi bạn đã lý luận vấn đề một cách chuyên sâu và sau đó chuyển vấn đề sang tâm trí tiềm thức đầy trí tuệ và thông minh của mình, bạn phải chú ý đến các tia sáng trực giác thường tự phát ra từ tâm trí sâu sắc hơn của mình. Hãy nhớ rằng những thôi thúc và động lực trong tiềm thức của bạn luôn hướng tới cuộc sống. Khi tiềm thức của bạn tìm cách chữa lành, bảo vệ và cứu bạn khỏi tổn thất tài chính, tai nạn cũng như tiêu tốn năng lượng và tài năng một cách ngu ngốc. Tự bảo toàn là quy luật đầu tiên của cuộc sống, và đây là quy luật của tâm trí chủ quan của chính bạn. Tiếng nói bên trong của anh ấy đã cứu mạng anh ta. Gần đây, một người đàn ông sống ở khu vực ngoại ô của Los Angeles đã nói với tôi rằng anh ta đã được chủ nhân mời bay trên chiếc máy bay riêng của anh ta để đi săn ở vùng phía bắc của California. Anh ấy sắp chấp nhận lời đề nghị của mình cho cuối tuần thì giọng nói bên trong của anh ấy nói rõ ràng với anh rằng không, và anh ấy đã tuân theo lời đề nghị đó. Sau đó máy bay rơi trong sương mù và hai người ngồi trên máy bay đã thiệt mạng. Người đàn ông này liên tục khẳng định Chúa hướng dẫn tôi theo mọi cách của tôi. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã truyền tải ý tưởng hướng dẫn nội tâm này vào tiềm thức của mình. Nó sẽ phản ứng theo bản chất của ấn tượng được tạo ra đối với nó. Linh cảm của người đàn ông này mạnh mẽ và không thể nhầm lẫn đến mức sau đó anh nói, tôi không thể chiến đấu với nó. Bạn có thể phát triển trực giác của mình. Bạn hít thở không khí mà không cần nỗ lực. Tương tự như vậy, bạn nên học cách để trí tuệ trong tiềm thức của bạn chảy qua trí tuệ của bạn mà không căng thẳng, lo lắng. Tâm trí chủ quan của bạn nhận thức bằng trực giác, nó không cần phải suy luận hay hỏi han gì cả, vì nó là một sự khôn ngoan và thông minh vô hạn. Nếu bạn nói với tiềm thức của bạn, đôi khi được gọi là tâm trí chủ quan, nó phụ thuộc vào tâm trí ý thức, là hãy đánh thức tôi lúc 6 giờ. Bạn biết rằng bạn sẽ thức dậy chính xác vào thời gian đã định. Nó không bao giờ thất bại. Chúng ta phải nhận ra rằng ở đây chứa đựng một nguồn sức mạnh toàn năng. Nhiều người tốt có những ý kiến sai lầm về khả năng ban tặng của trực giác. Nhiều người tin rằng đó là một sự kiện phi thường, chỉ những người có tâm linh cao mới có thể trải nghiệm được. Đây không phải là sự thật. Bất kỳ doanh nhân hoặc người nội trợ nào cũng có thể nhận được câu trả lời bằng cách sử dụng trí tuệ vô hạn của tiềm thức và có thể nhận được hướng dẫn cho bất kỳ vấn đề nào. Làm thế nào để có được một ý tưởng mới cho chương trình bán hàng của bạn hoặc cho doanh nghiệp của bạn? Nếu bạn là một người làm chuyên môn hoặc một giám đốc điều hành của một tổ chức thương mại và bạn muốn có một ý tưởng mới cho người nhân viên của mình, hãy thử kỹ năng sau. Nhắm mắt lại, tĩnh lặng và nghĩ về sức mạnh trí tuệ vô hạn bên trong bạn. Điều này sẽ tạo ra một tâm trạng bình yên, quyền năng và tự tin. Sau đó, hãy nói theo cách đơn giản sau đây với trí tuệ sáng tạo bên trong bạn, thứ biết câu trả lời. Trí tuệ sáng tạo trong tôi biết tất cả mọi thứ và nó mang lại cho tôi ý tưởng mới cần thiết cho chương trình này. Hãy tưởng tượng rằng ý tưởng sáng tạo đang nảy nở từ những chiều sâu siêu phàm của bạn và nó đang chảy qua tâm trí tỉnh táo của bạn. Bạn không được giả vờ mà hãy thực sự tin vào điều đó. Chấp nhận nó và sau đó không cần để ý nữa. Mọi chuyện coi như đã xong và điều sau cùng là quan trọng nhất sẽ đến. Đó là bí mật của toàn bộ quá trình.
sau khoảng thời gian im ắng, bận rộn làm việc gì đó, trở nên bận tâm với những vấn đề thường ngày. Trên hết, đừng ngồi một chỗ chờ đợi câu trả lời. Nó đến khi bạn không nghĩ đến nó, và thời điểm mà bạn không mong đợi nhất thì nó đến. Tiếng nói bên trong của trực giác nói như một ánh chớp. Nó là tự phát và đến không báo trước. Trực giác có nghĩa là được dạy từ bên trong, biết câu trả lời. Bạn phải nhận ra rằng trí tuệ sáng tạo hoặc vô hạn đã tạo ra vũ trụ và mọi thứ chứa đựng trong đó. Không có vấn đề gì, nếu có, ai sẽ giải quyết chúng? Do đó, khi bạn tìm kiếm câu trả lời, hãy lưu ý rằng trí tuệ tối cao trong sâu thẳm chủ quan của bạn biết câu trả lời. Sự đột nhiên đáng kinh ngạc mà giải pháp đưa ra đôi khi khiến người ta phải ngỡ ngàng. Bạn đang vượt lên trên lý luận khách quan của mình chỉ với ý nghĩa là trì hoãn nó đến một hướng dẫn cao hơn. Sau khi bạn nhận được một trực giác, bạn sử dụng lý trí của mình để thực hiện nó. Hai lý do bạn có thể không thừa nhận linh cảm của mình. Nguyên nhân là do căng thẳng và không nhận ra được linh cảm của bạn. Nếu bạn đang ở trong tâm trạng tiêu cực, chán nản, thù địch thì trực giác là không thể. Trên thực tế, chỉ có hướng tiêu cực mới chiếm ưu thế. Nếu bạn đang có tâm trạng vui vẻ, tự tin, bạn sẽ nhận ra những tia trực giác đang đến với mình. Hơn nữa, bạn sẽ cảm thấy bị ép buộc chủ quan để thực hiện chúng. Do đó, cần phải tĩnh lặng và thư giãn khi bạn tìm kiếm sự hướng dẫn, vì không gì có thể đạt được bằng sự căng thẳng, sợ hãi hoặc e ngại. Ai đã không có kinh nghiệm về việc không thể nhớ một cái tên sau khi đã bỏ công tìm kiếm, thì cái tên đó sẽ đến với anh ta sau này trong một lúc nào đó. Việc trau dồi khả năng trực giác của bạn là điều tối quan trọng. Đối với mọi người, việc trau dồi khoa học trực giác có ý nghĩa quan trọng. Trực giác mang lại ngay lập tức điều mà trí tuệ hoặc óc suy luận có thể đạt được chỉ sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng thử và thất bại. Khi khả năng lý luận của chúng ta khiến chúng ta thất bại trong sự bối rối của chúng ta, thì khoa trực giác sẽ ca bài ca chiến thắng thầm lặng. Tâm trí có ý thức là lý luận, phân tích và tìm kiếm. Khoa chủ quan của trực giác là tự phát. Nó đến như một ngọn hải đăng cho trí tuệ có ý thức. Nhiều khi nó nói như một lời cảnh báo về một chuyến đi hoặc kế hoạch hành động đã đề xuất. Chúng ta phải lắng nghe và học cách chú ý đến tiếng nói của sự khôn ngoan. Nó không phải lúc nào cũng nói với bạn khi bạn muốn, mà chỉ khi bạn cần. Nếu bạn thực sự tin, chứ không chỉ giả vờ tin, trí tuệ vô hạn đang hướng dẫn bạn theo mọi cách. Trong suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn, bạn sẽ được dẫn dắt trên con đường đúng đắn. Nghệ sĩ, nhà thơ, nhà phát minh và nhà phát minh lắng nghe tiếng nói của trực giác của họ. Kết quả là họ có thể làm kinh ngạc thế giới bởi những vẻ đẹp và vinh quang được đúc kết từ kho báu tiềm thức bên trong chính họ. Ý nghĩa của thính giác bên trong. Từ trực giác cũng có nghĩa là thính giác bên trong. Định nghĩa lâu đời nhất cho sự mặc khải có nghĩa là cái được nghe. Thính giác không phải là cách duy nhất để nuôi dưỡng trực giác. Đôi khi nó đến như một suy nghĩ, nhưng cách phổ biến nhất là nghe giọng nói bên trong. Nhiều khi đó là một giọng nói có kết cấu, màu sắc và nội dung mà bạn có thể nghe rõ ràng như giọng nói qua radio. Nhà khoa học sử dụng quyền năng tuyệt vời được kiểm soát, chỉ đạo và kỷ luật của mình, và trong im lặng họ tìm thấy sự hoàn thiện. Trực giác của họ liên quan đến khoa học cụ thể. Trực giác vượt lên trên lý trí. Bạn sử dụng lý do để thực hiện các mệnh lệnh của trực giác. Khi bạn nhận được trực giác, bạn thường sẽ thấy rằng nó trái ngược với những gì lý trí của bạn sẽ cho bạn biết. Bắt đầu luyện tập phát triển trực giác của bạn và để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Những điểm cần nhớ. 1. Nếu bạn đang tìm kiếm một người đã mất tích, hãy ngồi yên, tĩnh lặng tâm trí và yêu cầu trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn tiết lộ cho bạn tung tích của người đó. Câu trả lời sẽ đến với bạn theo những cách mà bạn chưa biết. Hãy tỉnh táo và làm theo sự dẫn dắt mà bạn có được trong đầu óc suy luận tỉnh táo. 2. Một người đã tự tử trong nhà hoặc trong phòng khách sạn thường để lại ấn tượng sâu sắc về tâm linh trong bầu không khí của địa điểm cụ thể, và có thể một nhà ngoại cảm hoặc những người tương tự có trực giác cao
sẽ thấy màn kịch được lặp lại như một hình ảnh tinh thần. Cá nhân thì đã được chuyển sang chiều không gian tiếp theo, nhưng đã để lại một dạng suy nghĩ mô tả về hành động của mình ở một địa điểm cụ thể. Ấn tượng, hình ảnh thần kỳ này sẽ tự tiêu biến sau một vài tuần hoặc vài tháng, tùy thuộc vào cường độ của cảm xúc đằng sau nó. 3. Cầu nguyện không ngừng có nghĩa là bạn suy nghĩ mang tính xây dựng cả ngày trên quan điểm của các nguyên tắc vĩnh cửu và sự kiểm chứng của cuộc sống. Hãy sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất, biết luật và trật tự của Thánh Linh chi phối cuộc sống của bạn và bạn sẽ tự động được hướng dẫn để làm điều đúng đắn. Bạn sẽ nhận ra các tia chớp trực quan tự phát ra, tiết lộ cho bạn câu trả lời đúng. 4. Tiềm thức của bạn là kho ký ức, nơi chứa đựng cảm xúc và khả năng trực giác của bạn. Tiềm thức của bạn là một với trí tuệ vô hạn và trí tuệ vô biên. Sự hiện diện chữa lành vô hạn nằm trong tiềm thức của bạn và nó biết cách chữa lành và phục hồi bạn về sự hài hòa và bình yên. Nó có thể cung cấp cho bạn ý tưởng phù hợp và có thể giải phóng bạn khỏi các giới hạn của tất cả các loại. 5. Sự hiện diện chữa lành vô hạn trong tiềm thức của bạn đã tạo nên cơ thể bạn và biết cách chữa lành nó. Tin tưởng vào nó, tin vào nó và kêu gọi nó và bạn sẽ nhận được phản hồi. Đừng giả vờ tin, nhưng hãy biết trong trái tim bạn rằng trí tuệ sáng tạo đã tạo ra tất cả các cơ quan của bạn biết cách chữa lành và phục hồi. Theo đức tin của bạn, điều đó sẽ được thực hiện cho bạn. 6. Khi động cơ của bạn là đúng và bạn không muốn lợi dụng bất kỳ người nào, và khi bạn đang cầu nguyện cho luật và trật tự của Thánh Linh trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn của Chúa. Điều này sẽ khiến bạn trở nên tỉnh táo và sống động với trực giác từ độ sâu siêu phàm bên trong. 7. Khi bạn có thói quen khẳng định và đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng Chúa hay trí tuệ vô hạn đang hướng dẫn tôi theo mọi cách của tôi, thường thì bạn sẽ nghe thấy một giọng nói bên trong cho bạn biết chính xác những gì phải làm. 8. Nếu bạn đang tìm kiếm một ý tưởng mới cho nghề nghiệp hoặc công việc kinh doanh của mình, hãy tĩnh lặng tâm trí và khẳng định: trí tuệ sáng tạo biết tất cả và tiết lộ cho tôi ý tưởng mới. Sau đó, thả lỏng và buông nó ra. Và ngay khi bạn không mong đợi nó, câu trả lời sẽ hiện ra trong đầu bạn giống như một chiếc lò nướng bánh mì. Nó sẽ báo khi bánh được nướng chín. 9. Sợ hãi và căng thẳng là hai lý do khiến bạn không nhận ra câu trả lời từ tâm trí sâu sắc hơn của mình. Hãy tĩnh lặng tâm trí của bạn và chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của sức mạnh bên trong. Khi tâm trí tỉnh táo của bạn yên tĩnh và dễ tiếp thu, câu trả lời sẽ xuất hiện từ tâm trí sâu sắc hơn. 10. Trực giác đưa ra ngay lập tức điều mà trí tuệ hoặc óc suy luận có thể đạt được chỉ sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng thử nghiệm và thất bại. 11. Đôi khi câu trả lời trực quan đến như một suy nghĩ, nhưng cách phổ biến nhất là nghe giọng nói bên trong. Bạn có thể nghe rõ ràng như giọng nói qua radio. Bắt đầu tập luyện phát triển trực giác của bạn và để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, làm thế nào bạn có thể giải phóng sức mạnh tâm linh bên trong. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5.